vào lúc 22 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2023, nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVF đã cán mốc sản lượng 15 triệu tấn UZ sau gần 20 năm hoạt động. Nếu tính từ thời điểm cho tấn sản phẩm đầu tiên ngày 15 tháng 6 năm 2004 và theo công suất thiết kế ban đầu của dự án là 740.000 tấn trên năm thì nhà máy đạm Phú Mỹ đạt mốc sản lượng 15 triệu tấn sớm hơn một năm, tương đương hoạt động liên tục vượt 5% công suất thiết kế trong suốt 20 năm liền. Đây được xem là thành tích rất đáng tự hào của nhà máy đạm Phú Mỹ trong giai đoạn vừa qua. Dù đã trải qua gần hai thập niên hoạt động, theo đúng tính toán của FS thì đã đi hết 4 phần 5 vòng đời dự án. Thế nhưng thời gian qua nhà máy đã liên tục xác lập hàng loạt thành tích và kỷ lục về vận hành dài ngày liên tục và sản lượng cao kỷ lục trên 900.000 tấn, với công suất đạt mức 115% công suất thiết kế. Một trong những bí quyết có được thành công này là công tác bảo dưỡng nhà máy luôn được đặc biệt chú trọng giúp tránh những hư hỏng đột ngột, duy trì máy móc luôn trong tình trạng tốt nhất và hoạt động hiệu quả nhất. Cùng với đó là tinh thần lao động sáng tạo, Phát huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nhà máy, sản lượng 15 triệu tấn hôm nay không chỉ là một cột mốc đơn thuần trên con đường phát triển của PVF Sico và nhà máy, mà chính là sự khẳng định mạnh mẽ rằng bằng năng lực và nỗ lực của đội ngũ từ ban lãnh đạo tới từng người lao động, nhà máy sẽ tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần quyết định vào sự tồn tại và phát triển lâu dài của tổng công ty.